Rất cảm ơn khán thính giả đối với chương trình bình luận thời sự của Vkao TV. Hôm nay là chương trình bình luận ngày thứ năm, 11 tháng 7 năm 2019. Hân Quang chào Tái Ngộ nhà báo Như Quy. Dạ vâng, kính chào Tái Ngộ cùng quý khán giả đã trở nên Vcon. Kính chào giáo sư Trần Văn Trinh. Vâng, thưa anh Như Quy, thưa khán thính giả. Chúng ta xem mới đây nhiều cái dư luận đồn đoán rằng là phải chăng nước Nga của ông Putin muốn dùng Iran để mà trao đổi cái gì đó với Mỹ hay chăng, thưa anh Vi Quy? Tại sao người ta lại nói như vậy? Thật sự thì phải nói rằng là những cái diễn biến gần đây giữa Mỹ và nước Nga thì khiến người ta đồn đoán như vậy. Cái diễn biến đó là gần đây nhất là trong cái bên lề G20 thì ông Tổng thống của Donald Trump và ông Tổng thống của nước Nga là Putin gặp nhau, nhưng mà hay không nói cái gì về cái hiệp ước, về vấn đề là vũ khí mà Hoa Kỳ đã rút ra. Hai bên gặp nhau coi như là nói cái chuyện gì khác, mình không biết cái chuyện gì. Thì sau đó, thì bữa đó thì ông Donald Trump có nói một cái lời vừa đùa vừa thật, nói là xin ngài đừng có can dự vào cái bầu cử 2020. Và sau đó chúng ta thấy có một chuyến đi của ông Pompeo, ngoại trưởng Hoa Kỳ, sang nước Nga và nói rằng là đề nghị nước Nga sẽ giúp đỡ Hoa Kỳ để mà giải quyết cái vấn đề Iran. Thì như vậy cuối cùng bao nhiêu người ông Donald Trump nhờ, gồm có ông thủ tướng rồi Nhật Bản, ông tổng thống là Qatar rồi nhiều người khác nữa, thì lại không thấy có kết quả hay sao? Thì bây giờ mới nhờ ông Putin. Thật sự thì trong cái chuyến đi của ông Bộ trưởng Ngoại giao Pompeo gặp ông Putin thì ông Putin chưa có hứa trả lời gì cả. Theo nhiều người, người ta bình luận như vậy là đồn đoán vậy thôi, nhưng mà không có hứa. Sở dĩ Nga mà đang có những cái quyết định như vậy là tại vì giữa Nga và Iran nó có những cái quan hệ với nhau lâu dài, mà nước Nga đang cần nước Iran, và Iran đã giúp Nga nhiều việc có tính cách là tạo cái niềm tin với nhau. Ví dụ như trong cái vấn đề rọt ra là năm 2008 thì chính nước Iran đã giúp Nga giải quyết vấn đề đó, hay là vấn đề xảy ra 1999 khi mà cái chuyện biến cố xảy ra sắp đổ máu ở Pakistan, ở giáp với Nga, thì chính Iran là người giúp đỡ để mà giải quyết, hay là chính nhờ Iran mà giúp Nga mới giải quyết được cái vụ biển Caspian, mà trong cái giải quyết đó thì cái đem lợi cho Nga rất nhiều. Những cái chuyện làm đó là khiến cho nước Nga của ông Putin thấy rằng là Iran là một cái quốc gia có thể giải quyết giúp đỡ mình được. Và từ khi mà Hoa Kỳ rút ra khỏi B5+1 thì Nga luôn luôn tiếp cận với Iran để tạo ra cảm tình. Và gần đây thì có lẽ là Nga đã được hứa hẹn rằng là nếu mà Hoa Kỳ tiếp tục mà cấm vận nữa đối với Iran thì Iran có thể mở cửa nền kinh tế hay là chính trị quân sự của mình để nhờ nước Nga đi vào. Và khi nước Nga được mở cửa đi vào, mời vào, thì nước Nga có lẽ là có nhiều quyền lợi rất nhiều ở cái đất nước Iran. Do đó chúng ta thấy cái tình hình bây giờ nó rất là căng thẳng, nhưng mà căng thẳng không có nghĩa là Mỹ có thể đánh Iran. Bởi vì hiện giờ mới đây ông Tổng thống Donald Trump đã nói một lần nữa là chúng tôi sẽ tiếp tục cấm vận, o ép Iran tới khi nào mà Iran buông vũ khí hạt nhân, chứ không có đặt cái vấn đề là chúng tôi hẹn cái thời gian nào, nếu không làm thì chúng tôi có thể đánh bom. Thì cái chuyện đó nó cũng nhì nhằng, nó giống như là một cái tình hình của Bắc Hàn tới giờ này nó vẫn nhùng nhằng như vậy, và khiến cho nước Iran bắt đầu là tấn tới bằng cách là chúng tôi cho 60 ngày để chúng tôi đi bắt đầu vượt ra khỏi cái cam kết B5+1, và làm cho nước Pháp là một cái nước có vẻ nóng ruột chạy qua bên đó. Mới đây ông cố vấn về chính trị của Tổng thống Pháp đã qua nước Iran để mà thuyết phục Iran là phải chờ đợi, nhưng mà Iran nói là chúng tôi không chờ đợi các nước Âu Châu nữa, chúng tôi bây giờ 60 ngày tới. Và hiện giờ Iran đã vượt qua khỏi cái mức lần đó là có cái giới hạn 300 kg uranium, và cái điều đó cho thấy rằng Iran quyết tâm, và Hoa Kỳ
chỉ có cái cách là tìm cách ngăn chặn bằng cách là cấm vận hoặc là phạt nhiều hơn thôi. Như vậy chúng ta thấy là chính sách của Hoa Kỳ lần lần nó có một số cái thay đổi, và hai cái quốc gia đó là Iran và Bắc Hàn thì người ta không biết trong cái dáng cờ này đó thì bàn với nhau giữa Mỹ và Nga thì Iran có mũi lòng hay là có đủ những cái là can đảm để nhận những cái quyền lợi của Mỹ hay không. Trong khi đó thì quyền lợi của nước Nga đối với Iran vẫn thấy là mở ra nhiều hơn nước Mỹ, thưa anh Viu. Chắc là chúng ta vẫn chưa quên là cái vụ Syria khi vào dưới thời Tổng thống Obama thì tình hình căng thẳng đến cái độ là Hoa Kỳ sắp đến tấn công vào cái nước Syria vì lý do rằng là cái ông Tổng thống của cái nước này độc tài và tàn sát tất cả những cái người chống đối và nhất là các phong trào của dân chúng chống đối. Thì nước Nga đã nhảy vào và nước Nga nhảy vào bằng cách là khuyến dụ ông Tổng thống Assad đó là tuân thủ cái hiệp ước và vũ khí về hóa học của Liên Hiệp Quốc và gia nhập cái tổ chức đó luôn, làm cho cái tình hình nó dịu hẳn đi. Và vì thế cho nên là cả thế giới nhìn vào cả cái thái độ của ông Nga coi như là một cái người đã mang đến cái hòa bình trong cái chuyện đó và làm tránh được cái cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ với lại Syria và cái thời gian bây giờ. Rồi tiếp sau này nữa thì tiếp tục là ông Syria cũng tìm cách là mọi cách khi nào mà thấy cần thiết để mà có sự hiện diện của mình trong những cái vấn đề phức tạp quốc tế. Thí dụ như là về vấn đề Triều Tiên thì bây giờ ông trước đây ông Nga thì ông cũng lờ lững nhưng mà bây giờ gần như là ông lại có vẻ như là mời ông Kim Jong Un qua rồi thì tiếp tục có những cái lời cố vấn. Rồi tiếp theo đó là cái vụ Venezuela cũng vậy nữa, khi mà có tình hình căng thẳng giữa Hoa Kỳ với lại Tổng thống Maduro của Venezuela thì ông Nga cũng lại xen vào đưa những cái máy bay quân sự và những chuyên gia quân sự đến, nói là để bảo vệ cho những cái vũ khí mà Nga đã bán cho Venezuela, vân vân. Đại khái cái điều đó có phải là ông Nga muốn ngáng chân Hoa Kỳ không? Thật sự ra không phải là ngáng chân Hoa Kỳ, nhưng mà ở đây là ông lợi dụng cái cơ hội để mà nhấn mạnh cái sự có mặt quan trọng của mình đối với lại các biến cố ở trên thế giới. Và cái điều này làm cái chủ trương của ông Putin là bởi vì thường là sau khi mà Liên Xô sụp đổ một cách rất là có một hệ thống lớn và sụp đổ luôn cả cái hệ thống xã hội chủ nghĩa, cho nên là nước Nga đã không còn được một cái uy tín này và kể cả kinh tế, chính trị và xã hội nữa. Và vì thế cho nên đối với thế giới, nước Nga không còn, có thể nói là một cách bình dân là không còn kilo nào nữa. Vì thế cho nên là khi ông Putin bên xây dựng trở lại thì cái điều quan trọng của ông là mong muốn là nước Nga sẽ trở lại được cái uy lực như ngày xưa, cũng là những cái tiếng nói để có thể mà can thiệp ở trên thế giới, cũng như là có những cái chương trình về quân sự để mà bán lại vũ khí cho các nước ở trên thế giới, thưa giáo sư. Qua đến một cái điều mà chúng ta thấy rằng là đây cũng đang căng thẳng lắm, tức là cái vụ mà Anh đã bắt giữ một chiếc tàu dầu lớn của Iran khi mà đi qua eo biển Gibraltar. Và cái eo biển Gibraltar này là nó nằm ở trong cái khu vực cái lãnh hải thuộc quyền của mà lãnh thổ hải ngoại của Anh Quốc để nối vào từ Địa Trung Hải cho đến Thái Bình Dương, cho đến Đại Tây Dương. Thì thưa quý anh giảm, cái tàu dầu này đó thì Anh Quốc mà thủy quân lục chiến, các đơn vị thủy quân lục chiến của Anh Quốc mà bắt giữ cái tàu này là lấy lý do rằng cái tàu này đã chuyên chở, đang chuyên chở một lượng dầu hỏa lớn, dầu thô lớn đến Syria, đến nhà máy lọc dầu ở Syria. Nhưng mà ngay sau đó là khi mà Iran được biết tin đó thì Iran đã nói ngay rằng là chối cãi ngay rằng là cái số dầu đó là mang đến cái bản Bayrak, cái cảng Bayrak của Iraq chứ không phải là của Syria. Thì Syria với lại Bayrak thì gần với như nhau, thì cái chuyện đó nó chưa có rõ rệt giải quyết ra sao. Thì Anh Quốc cho rằng là cái sự bắt giữ đó này sẽ được gia hạn thêm lên
để Anh Quốc, chính phủ Anh Quốc có thể điều tra thêm là chính xác có phải cái số dầu đó đến Iraq hay không như là lời tuyên bố của Iran. Thì trong khi đó thì Iran, chính phủ Iran cũng căng thẳng lắm và gây rằng là nói tuyên bố ngay là Anh phải buộc lòng phải thả ngay cái chiếc tàu đó ra, nếu không thì Iran cũng sẽ bắt giữ một chiếc tàu chở dầu của Anh Quốc khi đi qua eo biển Hormuz là nằm trong cái lãnh hải của Iran. Thì vì thế cho nên vừa qua có một chuyến tàu, cũng có một chuyến tàu thương mại của Anh Quốc đi qua eo biển này, thì lập tức là có hai chiếc tàu hộ vệ của Anh Quốc đi theo, một chiếc tàu có mang tên lửa và một chiếc tàu khác là chiếc tàu quét mìn đi sát hai bên hông chiếc tàu thương mại chở dầu của Anh Quốc đi qua eo biển Hormuz. Thì cái chuyến đi qua này không có xảy ra gì yên lành. Thì nói về cái sự kiện này thì Bộ Quốc phòng Anh Quốc cho rằng là tất cả những cái chuyện mà không phải vì lý do cái chiếc tàu này, vì lý do mà Iran đe dọa mà chúng tôi mới có những cái tàu hộ vệ như vậy, mà đây là những cái đơn vị hộ vệ mà chúng tôi, Anh Quốc đã cử đến cái vùng vịnh để mà giữ an ninh hàng hải và bảo vệ tự do hàng hải của quốc tế, thì chứ không phải đây là một cái vấn đề đặc biệt. Nhưng mà người ta cũng nhận thấy rằng là cái đây là một cái sự kiện nó có vẻ rằng là không biết là có dính dáng gì đến cái vụ căng thẳng giữa Hoa Kỳ, Hoa Thịnh Đốn với lại Iran, Tehran hay không. Thì nhưng mà người ta chỉ biết rằng là hiện tại bây giờ dù Anh Quốc với lại Hoa Kỳ có những cái bất đồng với nhau nhỏ nhỏ trong cái vấn đề ngoại giao, nhưng mà thật sự ra Anh Quốc và Hoa Kỳ luôn luôn vẫn là những cái nước đồng minh cốt cán với nhau. Và vì thế cho nên cái việc bắt giữ cái tàu dầu này ít nhiều nó cũng liên quan đến cái vụ mà trả đũa của Hoa Kỳ đối với lại Iran khi mà Hoa Kỳ bị bắn rơi một chiếc máy bay không người lái. Thưa theo cái ý kiến của Iran thì nói là nước Anh là tay sai của Mỹ, làm cái đó là theo lệnh của Mỹ, do đó nước Anh đã nín yên cái đó và hiện giờ nước Iran đã hăm dọa rằng chúng tôi sẽ bắt để trả đũa. Thì do đó chúng ta thấy là cái thái độ của nước Anh nói về cái tàu dầu đó, họ không dứt khoát là bắt, họ nói điều tra, nghĩa là họ vẫn còn để thời gian để hai bên thương lượng. Thì cái chuyện đó mà chúng ta không biết là nước Anh có khả năng tới chừng nào để đưa tên lửa đi kẹp theo những cái tàu dầu. Cái chuyện đó là chỉ là chữa cháy, nhưng mà trong tương lai làm sao mà giải quyết, là chuyện muôn năm, đưa dầu là chuyện muôn năm forever, thì làm sao anh làm được. Do đó chúng ta thấy mới đây Mỹ lại biết rằng là thế nào cũng có lộn xộn ở biển, cho nên Mỹ mới là ra cái lời khuyến cáo hay là đề nghị các cái quốc gia có dầu hỏa đi ngang đó là tập ra một cái liên minh lực lượng để tuần tra. Nói cái chuyện đó thì rất là khó, bởi vì đâu có ai mà làm cái loại là tuần tra trên biển mà phòng nhau để mà tuần tra như vậy. Bởi vì Mỹ nói rằng là Mỹ không có tuần tra thế cho các nước đó nữa, thì yêu cầu các cái nước đó phải lập ra cái lực lượng tuần tra với nhau liên minh. Thì nói cái điều đó là Mỹ xúi các nước khác làm, nhưng mà họ không có ai trả lời là làm hay không. Nhưng mà đùng một cái giờ này xảy ra cái vụ ông đại sứ Dabrowski, ông đã bị là lên tiếng mạ lị rất là nhiều sau khi ông viết một cái lời nhận định về ông Tổng thống Trump, và hiện giờ ông đã từ chức. Cái chuyện đó là cái chuyện bình thường, ông chỉ còn 2 tháng nữa là hết nhiệm kỳ và ông về hưu. Nhưng mà cái thái độ của nước Anh là thái độ rất là binh vực ông đại sứ của mình, và cho rằng là ông đúng không có sai, và cho rằng là ông Trump không có quyền nói cái chuyện đó. Ngoài cái chuyện bộ bà May là thủ tướng nói, thì là bộ trưởng ngoại giao cũng nói những cái điều y chang như vậy, nghĩa là họ vẫn bảo vệ đây là cái cơ hội để cho nước Anh trả đũa. Nước Anh lâu đời nhiều lần đã bị ông Donald Trump mắng mỏ xỉa xói rồi, thì bây giờ là đây là cơ hội để họ hạ cái giận. Bà May cũng không còn làm lâu dài nữa, 2 tháng rồi. Cho nên bà nói cái này là đánh một cách rất là hết tay để bỏ, chứ không còn giữ cái gì ngoại giao nữa. Chúng ta thấy như vậy là trong cuộc chiến này thì người ta sợ rằng là rồi ra nước Anh sẽ thả cái tàu dầu đó để cho là tạo cái điều kiện và trả đũa lại, tức là một cái message để cho ông Trump biết rằng là
ông chơi với tôi không điệu thì tôi chơi với ông không điệu. Thì cái điều này phải nói rất là đặc biệt. Chúng ta chờ xem trong những ngày tới, ông thủ tướng mới thì có lẽ cũng đang đứng ở trên lửa không biết ra làm sao. Mặc dù đảng bảo thủ chưa cử ông, nhưng mà ông có hy vọng là thay thế bà May, thưa anh Nguyên Huy. Dạ. Cảm ơn khán giả, chúng tôi trở lại sau phần quảng cáo.